Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung được các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm. Đăng đàn trả lời chất vấn là 4 đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh và Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Đại biểu Hạng A Treo, Tổ đại biểu huyện Bắc Yên nêu nội dung chất vấn. Thời gian qua, đặc biệt là tại huyện Bắc Yên, Mộc Châu, còn xảy ra tình trạng các hộ gia đình cá nhân tự ý xây dựng cơi nới các công trình trên đất nông nghiệp, chưa tuân thủ luật đất đai. Với trách nhiệm là thủ trưởng cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời những giải pháp khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thẳng thắn nhìn nhận thực trạng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua, bên cạnh những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có sử dụng đất chưa đảm bảo tính tổng thể. Đối với các khu vực đang trên đà phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực du lịch như huyện Bắc Yên, Mộc Châu, còn xảy ra tình trạng các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, ông Phùng Kim Sơn cho biết ngành sẽ chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý dứt điểm, triệt để các hành vi vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền. Đại biểu Hà Trung Chiến, Tổ đại biểu thành phố Sơn La tiếp tục chất vấn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết. Tôi hỏi là thời gian tới có văn bản hướng dẫn hay không đối với các hộ dân làm du lịch cộng đồng trên đất vườn của mình và đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ của địa phương, người ta làm bungalow trên đất nông nghiệp, có thể là đất trên đất nông nghiệp của người ta. Hiện nay theo đúng quy định pháp luật thì chúng tôi cũng chỉ hướng dẫn theo các cái quy định của pháp luật. Nếu hiện nay các nhà đầu tư hay các chủ cơ sở mà hiện nay đang xây dựng các bungalow mà đúng theo quy hoạch, kế hoạch mà chưa thực hiện các việc là chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay đăng ký sử dụng đất đai hay thực hiện các nhiệm vụ thì sẽ phải thực hiện cái nội dung này. Còn nếu hiện nay đang xây dựng các cái bungalow hay các cái dự án nhỏ mà chưa đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì báo cáo chí đây là vi phạm pháp luật. Thì quan điểm của ngành chúng tôi đây là các cái vi phạm pháp luật thì sẽ không có cái hướng dẫn để hợp thức các cái vi phạm này. Một số nội dung quan trọng khác được đại biểu và cử tri quan tâm đã được đưa ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn là tiến độ giải ngân chung toàn tỉnh chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước. Đại biểu Đinh Công Bằng, Tổ đại biểu huyện Yên Châu nêu câu hỏi chất vấn. Đến hết tháng 6 năm 2023, chưa hoàn thành việc phân bổ chi tiết một số nguồn vốn, trừ nguồn thu từ sử dụng đất, nguồn bộ chi ngân sách địa phương, phụ thuộc vào tiến độ thu và vay lại. Còn 9 đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn giao. Với trách nhiệm là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị đồng chí cho biết nguyên nhân, lý do và giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, thẳng thắn nhận trách nhiệm đối với việc giải ngân chậm nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nguyên nhân được lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu ra là do nguồn vốn trung ương giao là rất lớn, nhưng thời điểm giao muộn nên một số dự án, tiểu dự án không kịp triển khai. Việc tổ chức thực hiện còn khó khăn do cơ chế quản lý, cách thức tổ chức từ trung ương đến địa phương, chưa phát huy hết được vai trò của các cơ quan chủ quản chương trình trong tổng hợp, đôn đốc và kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn. Số vốn đầu tư chưa đủ điều kiện phân bổ còn tương đối nhiều, hơn 313 tỷ đồng, do chưa đánh giá được tác động môi trường. Một số dự án phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, về cơ bản đến nay những nội dung vướng mắc đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp từ trung ương đến địa phương. Để đạt được kế hoạch giải ngân trên 9% vốn trung ương giao, cần tập trung quyết liệt thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, ban hành nghị quyết phân cấp cho hội đồng cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục đầu tư công đối với các dự án phân cấp cho ngân sách cấp huyện. Nghị quyết của Hội đồng tỉnh về định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ tiêu chí lựa chọn thực hiện dự án phát triển sản xuất. Hai nghị quyết này sẽ do Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Nông nghiệp chịu trách nhiệm tham mưu. Thứ hai, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 15 tháng 8, đề xuất phương án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các đơn vị chậm tiến độ
các huyện thành phố chưa hoàn thành việc phân bổ chi tiết, bổ sung gạch vốn cho các huyện thực hiện tốt, cần đẩy nhanh tiến độ để đạt mục tiêu chỉ tiêu. Thứ ba, các chủ đầu tư cần tập trung cao và quyết liệt trong việc giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công, lập tiến độ thi công chi tiết theo tuần, tháng và tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. Tiếp tục chương trình phiên chất vấn, đại biểu đã nêu câu hỏi về tình hình tảo hôn hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng gia tăng, khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ giải pháp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong thời gian tới đối với lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh. Lý do trong 6 tháng đầu năm nay có một số nhóm tội phạm và vi phạm pháp luật như ma túy, quản lý kinh tế và chức vụ, môi trường, giao thông đều tăng so với cùng kỳ của năm 2022. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm đối với Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh, những vấn đề đưa ra rất cụ thể, thiết thực và đều là các nội dung được dư luận xã hội quan tâm. Nêu câu hỏi rõ ràng, tập trung vào nội dung cần chất vấn. Các đồng chí lãnh đạo các sở ngành trả lời chất vấn bám sát nội dung câu hỏi chất vấn, trả lời rõ nội dung được hỏi. Phiên chất vấn đã diễn ra với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, tăng tính tranh luận, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề, gợi mở một số giải pháp để tiếp tục giải quyết có hiệu quả hơn. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ban hành thông báo kết luận về phiên chất vấn, chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện, tổ chức thực hiện chất vấn ở phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoạt động chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt chất lượng hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các đồng chí đã trả lời chất vấn thực hiện ngay các giải pháp đã nêu tại kỳ họp, có báo cáo kết quả thực hiện gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố để có các giải pháp tập trung giải quyết tốt các nội dung đã trả lời.